Chúng con có thắc mắc khi thấy một vị thầy qua lại nam nữ theo kiểu người đời với một Phật tử thuần thành, thì chúng con nên ứng xử như thế nào đối với vị thầy đó? Chúng con nên trình báo với giáo hội hay là im lặng và tránh xa mặc kệ vị đó ạ? Thứ nhất là khi chúng ta nói cái gì chúng ta phải có chứng cớ. Phải có chứng cớ. Sư nói ngay cả cái chuyện mình tố cáo mà không có chứng cớ, người ta cũng có thể kiện ngược mình cái tội vu khống á. Thành ra là cái thời nay thì phải có chứng cớ. Và ngay cả trong luật á thì cũng phải có chứng cớ. Nếu như mà mình hỏi vị đó là sư có phạm cái tội đó hay không, mà vị này từ chối nói tôi không có phạm, thì cũng không có trách tội vị đó được, tại vì vị gọi là không có chứng cớ. Còn khi mà có chứng cớ rồi là vị đó không cách chi chối cả nha. Cho nên á, mình nói chuyện á, là phải dùng cái chứng cớ. Cái thứ hai là quý vị nên làm việc với giáo, tức là cái chú xứ cái nơi đó đó thuộc bộ phận của giáo hội ở quận huyện nào, thì chúng ta nên trình bày với cái khu vực đó để nó giúp cho cái môi trường tu tập của mình á, nó trở nên trong sạch. Chứ còn mà một cái ngôi chùa á, mà để như vậy á, nó sẽ trở nên tai tiếng, rồi nó làm ở trong đúng như trong kinh, trong tạng luật á, có nói là làm cho người chưa có đức tin sẽ không có đức tin, và làm cho người đã có đức tin sẽ suy giảm đức tin, và họ sẽ làm cho những cái vị mà tu hành chân chánh á, là sẽ bị đá ra khỏi gọi là những cái ngôi chùa, những ngôi tự viện đó. Cho nên là với cá nhân sư thì nếu như quý vị nhắm mà mình không thể im lặng được, thì nếu như phải làm á thì mình nên làm việc với giáo hội để đem cái sự việc đó giải quyết, chứ không phải là mình đem cái sự việc đó mình kể người này mình kể người kia, mình bàn cho cái chuyện nó sùm ra. Không phải như vậy. Ở trong kinh á, ở trong tạng luật á, không có cấm cái chuyện là mình kể tội nha, không có cấm. Không có cấm cái chuyện là mình tố cáo, không có cấm. Nhưng cái chuyện mình nói lỗi người khác á, phải nhằm mục đích giải quyết vấn đề. Ví dụ như thưa chuyện đó lên tăng đoàn để giải quyết vấn đề đó, chứ không phải là nói lỗi để mà ngồi tán dóc với nhau, ngồi lê đôi mắt rồi người này kể người kia kể người nọ, nó dẫn đến cái chuyện tranh cãi đấu tranh, thì đó là chuyện không có nên. Và có thể là các vị khác thì sẽ có ý kiến khác, và sư xin mời sư Chính Tâm. Lắm mới gặp được câu hỏi thì thưa quý vị, trong luật đó, cái phần là cư sĩ kể tội, cư sĩ tố cáo vị tỳ kheo đó, thì cũng như vậy, cái người tố cáo mà để tăng xử đúng theo cái lời người đó là phải là cái người cư sĩ có lời nói không sai sót, không cho là chân thật. Mà ở đây mở ngoặc, cái người cư sĩ mà có lời nói nghe thẳng á, ở đây ám chỉ cho từ khép bậc tư đồ hoàng cho đến a la hán, tức là người cư sĩ phải là tư hoàng, là người cư sĩ này sẽ không phải nói dối nữa, không có nói dối thì từ tư đồ hoàng là nắm giới trong sạch, vì tư hoàng này không bao giờ nói dối. Thì với người cư sĩ có lời nói như vậy thì tăng mới xử đúng luật theo cái lời nói của vị đó. Thí dụ như vị cư sĩ đó mà là tu đồ hoàng cho lên tố cái vị tỳ kheo đó, nói với tăng đoàn rằng vị tỳ kheo này đã phạm bất cộng trụ, tội tà dâm, thì khi mà tăng đoàn biết cái vị cư sĩ này là tu đồ hoàng cho lên thì tăng đoàn sẽ xử luôn không cần hỏi, có nghĩa là các tăng đoàn sẽ các vị trưởng lão tăng hợp lại sẽ xử đúng tội vị này theo cái lời nói của cái vị tu hoàng đó, tại vì tu hoàng trở lên sẽ không nói dối. Còn nếu cái vị lời nói của người cư sĩ này không xác định được vị này tu hoàng hay không thì luật sẽ xử như sau, Đức Phật ngài chế định khi mà cái người cư sĩ tố cáo như vậy, Đức Phật ngài sẽ dạy rằng tăng đoàn sẽ hỏi lại, sẽ không nghe lời cái vị cư sĩ tố cáo
mà sẽ hỏi lại cái vị tỳ kheo bị tố cáo, ông có phạm tội đó hay không. Cái vị này trình bày sao thì xử tội vậy. Nếu vị này xác nhận đúng mà tôi có phạm tội đó, tôi xin tổ chức tăng đoàn thì xử tội đó. Nhưng nếu cái vị tỳ kheo đó không nhận tội thì tăng đoàn sẽ xử theo cái kiểu vị này không nhận tội, nghĩa là vị cho vị này vô tội. Tại vì biết tại sao Đức Phật chế định như vậy là để không cho ngoại đạo cấm người vô để hãm hại đạo Phật. Bây giờ siêu chánh tâm nè, mở cửa ra một cái, gõ cửa, ông bà kia phải nhào đầu vô ôm tôi rồi quay phim tùm lum đưa lên giáo hội, nói tôi phạm ba tim mốc, phạm đó cũng trụ tăng tàn rồi sao. Khi đó tăng đoàn sẽ hỏi siêu chánh tâm có không, tôi nói không, bà nhào vô bà tự bơm tôi có biết gì đâu. Thì lúc đó tăng đoàn sẽ xử theo tôi, tại vì cái người cư sĩ này hoặc cho dù họ có quay phim đi nữa họ cũng không phải là tu đồ hàng, cho nên tăng sẽ nghe theo cái người cái vị tỳ kheo bị tố cáo. Còn nếu vị đó nói dối thì vị này tự chịu nghiệp của mình, tăng đoàn không ảnh hưởng. Cho nên về cái sự về cái giới này, đó là cái sự tố giác của người cư sĩ, thì quý vị được quyền tố giác. Nhưng nếu vị tỳ kheo đó chối, tăng sẽ không xử. Còn quý tỳ kheo đó nhận lời nhận tội thì tăng sẽ xử theo cái tội vị đó nhận, cho dù quý vị có hình ảnh quay phim gì đó, đó là chuyện của quý vị. Nếu đúng theo luật là tăng sẽ không xử theo cái đoạn ghi âm, đoạn quay phim, mà tăng đoàn sẽ xử theo cái sự khai của cái người được chỉ tội, cái vị tỳ kheo được chỉ tội. Còn cái chuyện quý vị có trình báo giáo hội không đó là quyền quyết định của quý vị. Nhưng ở đây xin nhắc một điều rằng á, mình không nên đem cái lỗi lầm của một vị tỳ kheo rao trên mạng, nó không tốt, nó không đem lại cái lợi ích. Ai phạm thì tố người đó và xử người đó theo đúng cái luật của Đức Phật, hoặc là người này phạm được đời là luật của nhà nước thì tố họ lên công an. Chứ mình đừng có đem cái lỗi lầm đó mình la làng, nó không tốt cho mình mà nó không tốt cho Phật giáo, nó không tốt cho cái giáo pháp. Xin mời sư Hành Tạ Tổng sư Đại Tư. Sư Hạnh Tuệ với sư Chánh Tâm trả lời câu hỏi rất là đầy đủ, cho nên chắc xin lướt qua. Thì trong cái vấn đề này đó, sư thì sư không có đồng ý một vài cái ý kiến của sư Chánh Tâm, đó là mình cẩn thận nha, mình nói như vậy á thì nó sẽ thành ra là anh không phải thánh, cho nên là anh cái lời nói anh không có giá trị. Cẩn thận cái hậu quả nó sẽ gây ra, và có khả năng là mình nói như vậy thì tức là quý vị thích tố cáo tôi không nhận là chuyện của tôi. Cẩn thận là người ta sẽ nghe và người ta thấy rằng đây là một cái kẻ, ngay cả cái chuyện là mình quay phim cái chuyện giường chiếu quay lên thì cũng không có tác dụng, tại vì tôi không nhận tội thì làm gì nhé. Tại vì á có những cái gọi là cái chứng cớ mà nghe nói, chỉ đơn giản là nghe nói thì nó khác, còn chứng cớ mà nó gọi là bằng chứng rành rành đó đó thì nó khác. Cho nên là sư như sư nói đó, thứ nhất là nói về cái chuyện tố cáo thì mình tố cáo đến nơi có nơi có chỗ nha. Và để giải quyết vấn đề, chứ không phải là mình đem cái sự kiện đó mình đem lên trên mạng mình rêu rao, hoặc là mình đem mình kể người này kể người kia thì cũng không có nên. Cái thứ hai á là mình nói có sách mách có chứng, đó là phải có bằng chứng cho nó rõ ràng. Và cái quyết định cuối cùng á thì vẫn là ở quý vị. Rồi thôi chúng